Câu tiếp theo, câu số 16. Hàm số nào nghịch biến trên tập số thực R? Thì muốn nghịch biến trên tập số thực R thì trước tiên nó phải xác định trên R. Thì chúng ta nhòm qua các hàm này thì chúng ta thấy cái hàm này nè, nó cần điều kiện đó là x nó phải dương. Thì ở đây rõ ràng là nó sẽ không xác định với các x bé hơn bằng 0. Như vậy câu B là loại đầu tiên. Đó. Tiếp theo là các bạn có một cái lưu ý là y mà bằng a mũ x thì nếu nó sẽ nghịch biến, nó sẽ nghịch biến trên R nếu a mà thuộc vào 0 1 và đồng biến nếu a lớn hơn 1. Như vậy ở đây chúng ta nhòm thử hai câu này trước nhá, rồi chúng ta xử lý câu này sau. Câu A thì ở đây cái số 2 chia e. 2 chia e thì nó sẽ là nhỏ hơn 1, đúng không? Nó thỏa cái điều kiện này. Như vậy nó sẽ là ở cái nhánh bên trên là nó nghịch biến trên R. Đó, như vậy đáp án sẽ là câu A. Rồi, câu số 17. Đạo hàm của hàm số y bằng e mũ cái này là gì? Thì các bạn lưu ý là e mũ u. Đạo hàm thì bằng là u phẩy nhân e mũ u. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ có đó là cái hàm là e mũ 1 trừ 2x. Đạo hàm thì nó sẽ bằng là 1 trừ 2x đạo hàm nhân cho e mũ 1 trừ 2x. Rồi 1 trừ 2x đạo hàm thì sẽ là trừ 2 nhân cho e mũ 1 trừ 2x. Ở đây thì nó sẽ ra đó là trừ 2 nhân e mũ 1 trừ 2x. Chính xác câu A đó. Rồi tiếp tục câu số 18. Cho A là một số thực dương khác 1. Rồi A là một số thực dương khác 1. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? Hàm số y bằng log AX có tập xác định là D bằng 0 đến dương vô cực. Rồi câu này quá chính xác, đúng. Hàm số y bằng 2 mũ X tăng trên 0 đến dương vô cực. Rồi câu này cũng quá chính xác luôn. Tiếp theo đồ thị hàm số y bằng log AX và đồ thị hàm số y bằng A mũ X đối xứng nhau qua đường thẳng y bằng x. Rồi, ý này cũng quá đúng luôn. Hai hàm này thì là ngược nhau, đúng không? Hai hàm này ngược nhau nên thế nên nó sẽ đối xứng qua cái đường thẳng đó là y bằng x. Đồ thị hàm số log AX nhận OX làm đường tiệm cận. Rồi thì nó sẽ nhận OX làm đường tiệm cận gì nhỉ? Khi x mà tiến tới 0, x mà tiến tới 0 thì từ bên phải, đúng không? X tiến tới 0 từ bên phải thì thằng này nó sẽ tiến tới là âm vô cực. Như vậy cái này là tiệm cận ngang nhé. Như vậy câu này cũng đúng. Như vậy đáp án sẽ là câu C. Đó. Ở cái này thì nó là tiệm cận, thầy nhắc lại nha, cái y số 4 này nó đúng nha. Bởi vì cái này nó sẽ là tiệm cận đứng, được chưa? Khi x mà tiến tới 0 từ phía dương thì cái y nó sẽ tiến tới là âm vô cực hoặc dương vô cực. Cái đó tùy thuộc vào A nó như thế nào đối với cái số 1 nữa, lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1. Rồi câu số 19. Cho A, B là các số thực lớn hơn 1, giá trị lớn nhất của biểu thức này là bao nhiêu? Rồi thì đầu tiên là với cái biểu thức này chúng ta sẽ phải thu gọn lại một chút, được chưa? Chúng ta thu gọn lại một chút. S thì bằng là log A, A bình chia B cộng log B, B mũ 3 chia A. Thì ở đây các bạn lưu ý là mình sẽ thu gọn. Rồi đầu tiên là mình thu gọn cái khai triển cái đầu tiên, log của một thương thì nó là log A, A bình trừ đi log AB cộng cho log thứ hai là log thì đây, log B, B mũ 3 trừ đi log BA. Rồi sau đó nó bằng gì tiếp? Sau đó nó bằng là cái này thì nó sẽ là 2. Rồi trừ đi log AB cộng cho cái này thì nó sẽ là 3 trừ cho log BA. Rồi bây giờ cái này nó sẽ bằng là 5 trừ đi log AB trừ log BA. Thì mình phải xử lý được cái này. Thì các bạn sẽ quy cái này về một cái thôi nhá. Các bạn quy cái này về một cái thôi. Thì ví dụ thầy quy về log AB đi thì nó sẽ bằng là 5 trừ log AB, thì log BA thì sẽ bằng là 1 phần log AB. Đó. Như vậy các bạn đặt thử cái này là bằng một cái biến nào đó. Các bạn đặt log
AB bằng một cái biến là biến T đi, thì các bạn suy ra là S bằng 5 trừ T trừ 1 chia T. Đó. Thì các bạn sẽ tìm cái giá trị là giá trị lớn nhất của biểu thức này. Bây giờ phụ thuộc vào T. Và khi các bạn đặt cái làm T thì các bạn phải xem phạm vi của T nó đi từ đâu. Rồi các bạn lưu ý tiếp. Ở đây là T thì nó bằng log AB. Thì các bạn lưu ý là cái hàm mà có dàn là Y bằng log AX. Khi mà A lớn hơn 1 thì nó sẽ trông như thế này. Đó, nó sẽ đồng biến và nó sẽ cắt cái trục OX tại cái điểm là 1. Được chưa? Nó sẽ cắt trục OX tại cái điểm là 1. Thì ở đây B ở đây nó là một cái số là nó lớn hơn 1 luôn. Thì như vậy là cái log AB ở đây nó cũng như, giống như cái log AX với điều kiện là X lớn hơn 1. Như vậy nó sẽ là cái phần như thế này. Đó. Đó, tức là nó sẽ là cái T nó sẽ là lớn không. Được chưa? T nó lớn không. Như vậy ta có là với T thuộc vào 0 đến dương một cực. Rồi, như vậy bây giờ ta sẽ đi tìm cái giá trị lớn nhất của cái hàm này. Thì các bạn sẽ tính là S phải cho biến T. 5 đạo hàm thì được là 0 trừ T đạo hàm theo biến T thì được là trừ 1. Trừ 1 chia T đạo hàm, 1 phần T đạo hàm thì sẽ được là trừ 1 chia T bình. Thế tức là cộng 1 chia T bình. Ở đây thì nó sẽ là S phải T bằng 0. Thì tương đương với đó là T bình bằng 1. Đó, mình nhân chéo lên thôi. Nhân chéo lên thôi. Rồi, như vậy ở đây tương đương với là T bình là T bằng cộng trừ 1. Rồi, T bằng cộng trừ 1 mà T là phải dương đúng không? T phải dương. Thế nên là chúng ta sẽ không có nhận cái số là số trừ. Như vậy chúng ta nhận số dương này thôi thì T bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ lập một cái bảng xét dấu nó bé ra. Bằng biến thiên. Biến thiên nó bé ở đây. Như vậy ở đây là T này. Ở đây là S phải T này. Rồi đây là bắt đầu từ 0 lên đến 1 rồi lên đến dương một cực. Như vậy đây là S phải T. Thì nó sẽ bằng 0 ở đây. Rồi bây giờ mình điền cái dấu ở đây thì các bạn sẽ lấy cái máy tính ra. Các bạn sẽ bấm đó là trừ 1 cộng 1 phần x bình đi. Đó, mình thay cái T bình thì bằng x bình trong máy tính. Rồi từ 0 đến 1 thì các bạn nhập 0.5. Thì nó sẽ ra là dương. Rồi từ 0 đến 1 đến dương vô cực thì mình sẽ nhập là 2. Nó sẽ ra là âm. Như vậy là dương thì đi lên, âm thì đi xuống. Như vậy là cái giá trị lớn nhất ở đây nó sẽ đạt được ở đây này. Đó, cái điểm cao nhất. Được chưa? ST. Đấy, ghi S rồi nhé. Rồi kéo dài cái này ra nhìn cho dễ. Như vậy người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi là giá trị lớn nhất đúng không? Thì ở đây là mình sẽ thay cái số 1 vào đây, được chưa? Bởi vì ở chỗ này mình nhìn thấy là nó cao nhất. Như vậy là 5 trừ đi 1 trừ đi 1 chia 1 thì nó sẽ là 3. Như vậy cái giá trị lớn nhất ở đây sẽ là số 3 đó. Rồi câu tiếp theo. Tìm tích số của tất cả các nghiệm thực của phương trình này. Thì phương trình này là đầu tiên là chúng ta sẽ phải giải nó. Ở đây thì mình không cần điều kiện nhé. Cái phương trình như thế này thì không cần điều kiện. 7 mũ x bình trừ x cộng 3 phần 2 thì nó bằng là 49 nhân căn 7. Rồi 49 nhân căn 7 này thì mình phân tích nó ra. Cái 49 này thì tức là 7 bình. Còn cái căn 7 này tức là 7 mũ 1 phần 2. Như vậy tổng hợp lại cái vế bên tay phải này nó sẽ là 7 mũ 2 cộng 1 phần 2. 2 cộng 1 phần 2 thì nó sẽ là 5 phần 2. Vậy đây là 7 mũ 5 phần 2. Đó. Như vậy ở đây chúng ta tương đương với đó là x bình trừ x cộng 3 phần 2 bằng 5 phần 2. Rồi như vậy thu gọn lại. X bình trừ x 3 chia 2 trừ 5 chia 2 thì nó sẽ là trừ 1 bằng 0. Rồi sau đó chúng ta bấm máy tính.
1 bằng trừ 1 bằng trừ 1 bằng, nó sẽ ra là tính tích đúng không? Tính tích thì mình sẽ sử dụng VS luôn đi nhá. Ở đây các bạn bấm máy tính các bạn sẽ thấy ra hai nghiệm, nhưng mà nó cũng khá xấu, thế nên là mình sử dụng VS luôn. X1 nhân X2 bằng C chia A thì tức là trừ 1 chia 1 thì tức là trừ 1. Như vậy đáp án sẽ là câu A. Câu 21, phương trình này có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt? Rồi thì chúng ta phải đi giải ra. Đầu tiên là chúng ta tìm điều kiện nha. Ở đây thì có các cái log, các cái logarit điều kiện. Điều kiện đầu tiên ở đây là x cộng 3 nó phải lớn hơn 0 này. Rồi điều kiện thứ hai ở đây là dành cho cái này. Thì cái này mũ 4 rồi, thế nên nó luôn lớn hơn bằng 0. Mình cần nó lớn hẳn hơn 0, như vậy là x trừ 1 khác 0. Đó. Tiếp theo là cái này, 4x lớn 0. Và đây tương đương với đó là x lớn hơn trừ 3, x khác 1, x lớn hơn 0, x lớn hơn trừ 3, chính xác, x khác 1, x lớn 0. Như vậy tổng hợp lại thì ta sẽ có là 0 với trừ 3 đúng không? 0 với trừ 3 thì phải lớn 0, tương đương x lớn 0, x khác 1. Rồi, xong điều kiện. Bây giờ ta đến phần giải quyết cái phương trình này. Thì chúng ta sẽ biến đổi như sau. Rồi, để kéo xích lên nhé. Cái phương trình này, phương trình tương đương với 1 phần 2 nhân cho log căn 3 thì tức là 3 mũ 1 phần 2. Đó. Rồi, x cộng 3 cộng với 1 phần 2 nhân cho cái số 4 này các bạn đưa xuống. Nhưng mà các bạn lưu ý ở đây nó sẽ là trị tuyệt đối nhé. Đưa xuống thì bên trong này còn trị tuyệt đối, bởi vì đây là mũ chẵn. Như vậy nó sẽ còn là nhân 4 nhân cho log trị tuyệt đối x trừ 1. Rồi tiếp tục cái phần bên này. Thì cái này tức là 9 tức là 3 bình. Rồi nó bằng, đây thầy viết xuống dưới bằng nhé, 2 nhân cho log, log đây là log 9 đúng không? Log 9 4 x. Thì đây là chúng ta sẽ biến nó thành gì? Chúng ta sẽ biến nó thành là log. Mình biến nó thành là log 3 bình. 3 bình 4x trước đi nha. Tí mình xem thử có tách ra được không. Rồi đây tương đương với, rồi cái số 1 phần 2 này đưa xuống tiếp ở dưới cái mẫu số. Được chưa? Tức là 1 phần 2 này đưa ra đây này. Đó. 1 phần 2 đưa nó ra đây. Thì nó thành là 1 phần 2 ở đây. Như vậy là cái này với cái này là nó sẽ mất đi. Đó. Như vậy nó sẽ còn là đây là log. Log 3 x cộng 3. Rồi cộng tiếp. Ở đây là số 2 này. Số 2 này thì nó sẽ đưa thế nào? Số 2 này thì sẽ đưa xuống dưới mẫu luôn. Đó. Như vậy ở đây là 2 với 2 thì thành 4. Như vậy nó khử với con số 4 trên này. Thì đây là còn log mấy ta? Log 3 trị đối x trừ 1. Rồi tiếp tục ở đây. Ở đây cái số 2 này thì cũng đưa xuống dưới mẫu luôn. Đó, như vậy nó sẽ xuống dưới này. Đó. Thì nó sẽ khử với con số 2 này. Thì như vậy là vế phải cũng còn là log 3 mấy thôi. Bằng log 3 mở ngoặc 4x. Rồi sau đó ta tiếp tục. Như vậy khá gọn rồi. Tương đương là ở đây thì nó sẽ thành là cái tích đi. Log 3 x cộng 3 trị đối x trừ 1 tổng với thành tích. Rồi bằng log 3 4x. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục. Tương đương nó thành là x cộng 3 nhân cho x trị đối x trừ 1 thì nó bằng là 4x. Rồi ở đây chúng ta cần phải bỏ cái dấu trị tuyệt đối này ra thì chúng ta sẽ có hai cái. Cái trường hợp 1 đó là trị tuyệt đối x trừ 1 thì bằng chính nó. Khi mà nếu x trừ 1 lớn bằng 0, tức là suy ra x nó sẽ phải có điều kiện là lớn bằng 1. Như vậy khi đó cái này thầy đánh dấu là sao? Thì sao ở đây nó sẽ tương đương với đó là x cộng 3
nhân cho x trừ 1 bằng 4x. Sau đó chúng ta nhân lại tạo thành phương trình bậc 2. Cái này sẽ là x bình này. Rồi x bình này. Tiếp tục là cái này 3 này, 3 mà trừ đi 1 này. 3 trừ đi 1 còn 2. Rồi cái này là trừ 3 nữa bằng 4x. Vậy tương đương với x bình 2 trừ 4 còn trừ 2, trừ 2x, trừ 3 bằng 0. Vậy bấm máy tính xem nó ra mấy. 5 này, 3 này, 1 bằng trừ 2 bằng trừ 3 bằng. Nó sẽ ra là 3 với trừ 1. 3 và trừ 1. Như vậy mình cùng xem các điều kiện. Đầu tiên là điều kiện của trường hợp. Ở đây là x phải lớn bằng 1. Như vậy cái số này bỏ. Cái số này là nhận được. Được chưa? Với cái điều kiện của trường hợp. Tiếp theo là điều kiện của cái điều kiện. X lớn 0 thỏa. X khác 1 thỏa. Như vậy cái này mình sẽ nhận nha. Đó, một cái. Đó, mình phải xét hết tất cả các điều kiện. Điều kiện lớn nhất ở đây và cái điều kiện của trường hợp. Tiếp theo là cái trường hợp 2. Bạn đã tí trường hợp 2. Đó là trị đối x trừ 1. Đâu rồi, để thầy xem. Đây, trị đối x trừ 1 bằng đối của nó, tức là 1 trừ x. Nếu x trừ 1 nhỏ hơn 0, tức là x nó phải là, x ở đây nó phải nhỏ hơn 1. Đó, được phải nhỏ hơn 1. Thì khi đó là cái sao sẽ tương đương với x cộng 3 nhân cho 1 trừ x bằng 4x. Rồi tương đương tới này nhân lại thì nó sẽ là trừ x bình này, trừ x bình này, cái này là trừ 3, cái này là cộng 1, trừ 3 này cộng 1 này, trừ 3 cộng 1 là trừ 2x. Rồi tiếp theo là nó cộng 3 bằng 4x. Như vậy cái này tương đương với trừ x bình trừ 2 với trừ 4 là trừ 6x. Rồi cộng 3 bằng 0. Rồi bấm máy tính thử xem nó có nghiệm là gì. Trừ 1 bằng, trừ 6 bằng, 3 bằng. Nó sẽ có nghiệm là x bằng trừ 3 cộng 2 căn 3 và x bằng trừ 3 trừ 2 căn 3. Ở đây mình cần điều kiện là x nhỏ hơn 1. Như vậy ta xem thử cái nào thỏa mãn. Đầu tiên là nhỏ hơn 1 thì cả hai cái đều thỏa mãn. Được chưa? Nhỏ hơn 1 thì cả hai cái đều thỏa mãn. Như vậy cái này cũng được. Như vậy cái này cũng được. Tiếp theo là điều kiện chính của cái phương trình. X phải lớn hơn 0 và x khác 1. Như vậy x lớn hơn 0 thì thằng này không thỏa. Như vậy thằng này loại. Đó. Rồi còn thằng này x lớn hơn 0 không? Thằng này thì đảm bảo được chưa? Thằng này được. Nên là chúng ta nhận cái này. Vậy cái này sẽ chính là nghiệm thứ 2. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ có là hai nghiệm. Như vậy đáp án sẽ là câu nào? Đáp án sẽ là câu A. Rồi câu tiếp theo. Câu số 22. Rồi câu số 22. Cho hình lăng trụ tam giác A, B, C, A phải, B phải, C phải. Tỉ số thể tích của hai cái khối này bằng bao nhiêu? Thì đầu tiên là ở đây thì thường người ta sẽ tính nhá, là người ta sẽ tính lấy một cái thể tích làm gốc, rồi người ta sẽ tính những cái thể tích thành phần theo những cái thể tích đấy. Thì thầy gọi cái thể tích lớn nhất, đó là gọi thể tích của V của A, B, C chấm A phải, B phải, C phải. Nó bằng một cái V lớn, được chưa? Thì V lớn này là mình làm chuẩn và mình đi tính các cái V này dựa vào cái V lớn xem nó bằng mấy phần của V lớn. Thì đây là khối đầu tiên thầy tính sẽ là cái khối ở dưới mẫu này, này. Đó. Tức là cái V A phải chấm ABC. Thì cái khối này đầu tiên là mình đánh giá của nó. Thứ nhất là nó cùng chiều cao với chiều cao của hình lăng trụ. Thứ hai là nó cùng diện tích đáy với diện tích của lăng trụ luôn. Và nó khác với cái lăng trụ ở một chỗ duy nhất. Đó là trong cái công thức tính thể tích của nó thì có nhân đến 1/3. Như vậy ở đây cái này nó sẽ là V lớn chia cho 3. Rồi cái khối ở tử số nó sẽ là A phải, B, B phải,
C phải C thì nó là một cái khối mà nó bù với cái khối ở cái mẫu số nha, nó bù với cái khối ở cái mẫu số để nó tạo thành cái khối lăng trụ lớn nhất ở đây. Thì như vậy là khối lăng trụ này nó là V chia 3. Như vậy từ đó suy ra cái khối mà A phẩy chấm B, B phẩy C phẩy C thì nó sẽ bằng là V trừ V chia 3, thì tức là 2V chia 3. Đó. Hai cái khối đấy cùng tạo ra cái V lớn nhất. Thì ở đây là tỉ số của nó chắc chắn là, như vậy chia cho nhau thì chắc chắn là 1/2 hoặc 2. Thì ta nhòm nhòm đến đây ta thấy là có số 2 thôi. Đó. Vậy đáp án là câu A vậy thôi. Đó. Lấy cái này chia cái này được 2. Rồi, câu tiếp theo là câu số 23. Câu số 23 cho hình lập phương ABCD, A phải B phải C phải D phải có diện tích tam giác ACD phải, ACD phải thì nó bằng là A bình căn 3. Người ta yêu cầu các bạn tính thể tích V của khối lập phương. Thì ở đây các bạn lưu ý là các bạn chưa biết cái cạnh nó dài bao nhiêu thì thầy đặt cái cạnh là x. Đó. Như vậy ở đây là cái AC thì nó sẽ bằng x nhân căn 2. Rồi, D phải C thì nó cũng bằng x nhân căn 2. Và AD phải thì nó cũng bằng x nhân căn 2. Như vậy cái tam giác ACD phải là tam giác đều. Diện tích của tam giác đều thì nó bằng là căn 3 phần 4 nhân cho cạnh bình phương. Đó, thì nó bằng là theo đề bài là A bình nhân cho căn 3. Thì từ đó bạn tính ra hộ thầy xem là cái x nó bằng mấy. À, như vậy ở đây là căn 3 với căn 3 là hết này. Đó. À, cái này là bình phương đúng không? Căn 2 bình thì được 2. 2 chia 4 thì được 1/2. Vậy nhân chéo lên thì tức là x bình bằng 2a bình. Rồi mình nhẩm lại, có a bình 2 chính xác. Rồi từ đó suy ra là x bằng căn 2a. Như vậy ở đây thì chúng ta có thể tích khối lập phương V thì bằng là cạnh mũ 3 lên. Như vậy căn 2a mũ 3 nó sẽ bằng mấy? Căn 2 mũ 3 thì nó sẽ bằng là 2 căn 2. Như vậy đáp án sẽ là câu A. Câu tiếp theo. Câu 24 cho hình chóp tứ giác đều có các cạnh đều bằng A. Gọi V và VS lần lượt là thể tích của khối chóp và thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối chóp. Mệnh đề là sau đây đúng. Rồi các bạn lưu ý là đầu tiên ta tính là V trước đi nha, ta tính V trước. À, thì đầu V này là thể tích của khối chóp. Thì các bạn lưu ý là tất cả các cạnh bằng A. Như vậy ở đây bằng A này, ở đây bằng A. Như vậy các bạn tính cho thầy cái OD xem nó bằng mấy. OD ở đây thì nó là nửa đường chéo hình vuông. Thì tức là nó sẽ là A căn 2 chia 2. Đó. Rồi thầy bỏ cái này đi cho dễ nhìn. Đó, OD là nửa đường chéo hình vuông thì tức là nó bằng là A nhân cạnh nhân căn 2 chia 2. Thì cạnh ở đây là A, thế nên nó sẽ bằng A căn 2 chia 2. À, thì các bạn chú ý cái tam giác SOD rất đặc biệt, đó là nó sẽ là một cái tam giác vuông cân. Thì các bạn sẽ tính, đương nhiên là nó vuông rồi, bởi vì SOD là nó vuông tại O. Thì các bạn tính thêm cái góc này nè, đó. Các bạn tính thêm cái góc này, dựa vào cốt. Cốt của cái góc này thì bằng là OD chia cho SD, thì nó sẽ là căn 2 chia 2. Thì các bạn tính, bấm máy tính nó sẽ ra là 45 độ. Như vậy nó là vuông cân. Thì SO nó cũng chính là A căn 2 chia 2. Như vậy ở đây V thì nó bằng là gì? Thì nó bằng là 1/3 SH nha. 1/3 SABCD nhân cho H là SO. Thì ở đây nó sẽ bằng đó là 1/3 nhân cho diện tích đáy là A bình. H ở đây là SO thì nó sẽ bằng là A căn 2 chia 2. Rồi bấm máy tính. Cái này cũng không cần bấm đâu. A mũ 3 căn 2/6. Đó. Rồi tiếp tục mình làm tiếp như sau. Ở đây thì mình cần tìm là tiếp tục là tâm mặt cầu ngoại tiếp của khối chóp. Thì các bạn sẽ có cái trục của ABCD thì nó sẽ chính là SO. Trên SO này các bạn lấy một cái điểm sao cho khoảng cách từ điểm đó đến S bằng khoảng cách từ điểm đó đến D chẳng hạn. Thì rất may mắn ở đây nó chính là điểm O luôn. Như vậy O ở đây sẽ chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp của cái khối chóp đó. Nó cách đều cả 5 điểm A, B, C, D và S luôn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ tính đó là như vậy R ở đây. R ở đây thì sẽ bằng là SO luôn. Và nó sẽ bằng là A căn 2/2.
Như vậy ở đây người ta bắt tính V đúng không? V ở đây thì sẽ bằng là 4 phần 3 pi R mũ 3 thì nó sẽ bằng là, các bạn sẽ là 4 phần 3 này, các bạn nhân với căn 2 phần 2, rồi các bạn mũ 3 lên thì nó sẽ được là căn 2 phần 3 pi nhân cho A mũ 3. Rồi sau đó chúng ta tính là VS bằng mấy V, được chưa? Ở đây là VS bằng mấy V đó. À, thì các bạn sẽ có thể lập tỉ số, được chưa? Cái này thầy viết lại VS nhá. Đó. Thì VS chia V thì nó sẽ bằng là căn 2 phần 3 pi A mũ 3 chia cho V, là nó bằng là A mũ 3 căn 2 phần 6. Như vậy là chắc chắn là còn chữ pi rồi, được chưa? Chắc chắn là còn chữ pi. A mũ 3 với A mũ 3 mất. Như vậy mình lấy căn 2 phần 3, căn 2 phần 3 hoặc là căn 2 chia 3 cũng được. Căn 2 này chia 3 này, rồi mình chia cho đó là căn 2 phần 6 thì nó sẽ ra là 2. Như vậy là VS thì sẽ bằng là 2 pi nhân V. Đáp án sẽ là câu A. Rồi, câu số 25 cho mặt cầu có diện tích bằng chừng này, tức là cái này nó sẽ bằng là 4 pi R bình. Bán kính mặt cầu bằng bao nhiêu? Rồi bán kính mặt cầu bằng bao nhiêu? Thì ở đây thì các bạn giải ra thôi. Đó, các bạn giải ra thì là 8 pi A bình chia 3 bằng 4 pi R bình. Như vậy ở đây là pi với pi nó mất này. Rồi, như vậy mình tính tiếp. Suy ra R bình là mấy? R bình thì nó sẽ là 8 chia 4 đúng không? 8 chia 4 thì được là 2. Như vậy là 2 phần 3. Cái này vẫn còn là A bình. Như vậy suy ra R thì nó sẽ bằng là, các bạn căn 2 phần 3 xuống thì nó sẽ là căn 6 phần 3 A. Như vậy đáp án sẽ là A căn 6 phần 3. Câu A.